Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo điểm báo, 6 giờ sáng nay ngày 24 tháng 5 năm 2022. Mở đầu bản tin mời quý vị lắng nghe thông tin đáng chú ý. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 23 tháng 5, Quốc hội nghe trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 3.393 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết như Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp, Nông thôn, Nội vụ, Giao thông, Vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, 100% kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời. Nhìn chung, các kiến nghị của cử tri đã được chính phủ, các bộ, ngành trung ương tập trung nghiên cứu giải quyết, thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý nhà nước. Nhiều kiến nghị được giải quyết đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân. Một số kiến nghị cụ thể đã được các bộ, ngành nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp về những vấn đề cử tri quan tâm, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 tại tỉnh Siêng Khuông, Bắc Lào đã diễn ra các lễ bàn giao, tiếp nhận và hồi hương 103 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh tại ba tỉnh Viêng Chăn, Sai Sớm Buông và Siêng Khuông trong các thời kỳ. Trong không khí đầy xúc động và thiêng liêng, ông Quân Gia Tông Bao, 60 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện Nông Hẹt, chia sẻ kể từ khi Việt Nam bắt đầu quy tập hài cốt liệt sĩ và đưa về nước qua cửa khẩu Nậm Cắn. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, năm nào ông cũng ra chào, đón và chào tiễn biệt để thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ Việt Nam, những người đã hy sinh vì đất nước Lào. Theo kế hoạch, lễ an táng hài cốt 103 liệt sĩ được quy tập lần này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tại Nghĩa Trang Liệt sĩ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 32 ngày 21 tháng 5 năm 2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn. Chủ tịch Hội đồng thành viên Cao Hoài Dương cho biết, Tổng công ty dầu Việt Nam BVOI có kế hoạch chuyển đổi một số cửa hàng xăng dầu trở thành cửa hàng phục vụ đa dạng, vừa có trụ bơm xăng dầu, vừa có trạm sạc xe điện để phục vụ các đối tượng khách hàng. Trước những tác động của xu hướng chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường xe điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của BVOI, BVOI sẽ luôn theo dõi sát thị trường để có bước đầu tư hợp lý, đúng thời điểm, biến thách thức thành cơ hội. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển, BVOI có chủ trương tiếp tục đầu tư các kho xăng dầu và cửa hàng để mở rộng, gia tăng thị phần. Nhóm đánh giá rủi ro của Mỹ đã thông báo cách ly 21 ngày đối với những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo đài RT, cơ quan y tế Mỹ ngày 22 tháng 5 thông báo 3 người ở nước này được chẩn đoán nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Căn bệnh đã xuất hiện ở hơn chục quốc gia trong tuần qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây truyền giữa người với người. Virus chỉ lây lan khi mọi người tiếp xúc lâu với tổn thương, dịch cơ thể, dọc đường hô hấp hoặc đồ vật dính virus như chăn gà gối đệm. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, nhức đầu, sưng hạch bạch huyết, đau lưng và cơ, sau đó là xuất hiện phát ban với mụn mủ trên mặt, tai và các nơi khác trên cơ thể. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện trong vòng 1 và 2 tuần kể từ khi nhiễm bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở hơn chục quốc gia trong tuần trước như Hà Lan, Pháp, Đức, Anh, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Canada, Israel, Thụy Sĩ, Úc và Mỹ. Trong chuyến thăm châu Á lần này, ông Biden đã ra mắt khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương IPPF. Nhà Trắng cho biết, các nước tham gia vào IPPF chiếm khoảng 40% tổng GDP trên toàn cầu.
Danh sách bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và 7 nước Đông Nam Á. IPBF là nỗ lực quan trọng nhất của Mỹ nhằm tăng cường kết nối với châu Á về các vấn đề kinh tế. Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP vào năm 2017, nhạc các sáng nay, ông Anthony Albanese, lãnh đạo công đảng, đảng vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tại Úc đã tuyên thệ nhậm chức trở thành thủ tướng thứ 31 của nước này. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân thủ tướng Anthony Albanese đã có cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị thủ tướng trước khi lên đường tới Nhật Bản. Tại cuộc họp báo, ông Anthony Albanese đã hé lộ một số chính sách của chính phủ mới tại Úc trong một số vấn đề như chi phí gửi trẻ, chăm sóc người cao tuổi, người bản địa và thành lập quỹ ban chống tham nhũng. Trong đó, vấn đề biến đổi khí hậu cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều thay đổi, bao gồm cả mối quan hệ giữa nước Úc với thế giới. Chính phủ mới tại Úc đại diện cho sự thay đổi trong cách mà chúng tôi ứng phó với các vấn đề của thế giới như biến đổi khí hậu. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tôn trọng nền dân chủ, coi trọng tình bạn và mối quan hệ lâu dài với các đồng minh. Chùa Hang Úc là một ngôi chùa cổ nằm trong hang đá ở lưng chừng núi Thâm Thang, ở Yên Bái. Những phế tích, di vật quý hiếm của ngôi chùa cổ mang đậm yếu tố Chăm Ba thời triều đại nhà Trần thế kỷ 13 đến 14. Chùa Hang tọa lạc ở Lạng Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên nên được gọi là chùa Hang Úc. Chùa nằm trong một hang núi thiên nhiên ở lưng chừng núi Thâm Thang, hay còn gọi là núi chùa, cao khoảng 60 mét. Lòng hang dài 23 mét, cửa hang cao 11 mét về phía nam, trông ra sông chảy. Từ năm 1971, giới nghiên cứu đã tìm thấy ở đây một số di vật độc đáo bằng đất nung có chạm hình rồng và tiên nữ, vết tích của một bệ thờ Phật thuộc nghệ thuật thời Trần hiếm có ở Yên Bái. Theo truyền thuyết, các tiên nữ Apsara mang vẻ đẹp siêu nhiên, lộng lẫy, rất điêu luyện trong ca múa, thường ca hát trong những đêm hội hoặc quanh các chùa tháp trong những đêm trăng sáng. Không chỉ được thiên nhiên ban tặng vị trí cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, sơn quỷ hữu tình ở vùng bán ngập hồ Thác Bà, chùa Hang Úc còn hấp dẫn du khách với rất nhiều nhũ đá đẹp có độ tuổi hàng triệu năm. Có rất nhiều thông tin kỳ thú về niên đại của chùa, tiền đề cho sự du nhập văn hóa Chăm Ba, sự giao lưu văn hóa giữa Phật giáo với việc du nhập cả văn hóa, nghệ thuật Chăm Ba mà du khách có thể tìm hiểu khi tới thăm ngôi chùa độc đáo này. Thành phố Trách Bệt cách Paris, Pháp không xa, bởi vậy nhiều du khách vẫn tranh thủ sau khi thăm thú kinh đô hoa lệ của Pháp sẽ di chuyển đến thành phố này. Nhưng đến đây, du khách sẽ thấy hai không gian hoàn toàn khác nhau trong cùng một đất nước Pháp xinh đẹp. Nhắc đến Trách Bệt, người ta nghĩ đến ngay một thành phố sang trọng nhưng lại vô cùng tinh tế, hiện đại, nổi tiếng với những địa danh, công trình được đầu tư thiết kế mang một vẻ đẹp riêng hoàn toàn. Có vị trí cách biên giới Đức chỉ 4 km, trước đây đã có thời gian, từ 1871 đến kết thúc chiến tranh thế giới, và sau đó từ năm 1940 đến năm 1944 từng sáp nhập vào Đức. Chính vì vậy nên dân cư Trách Bệt cũng có thể nói được tiếng Đức khá giỏi, với vẻ phồn hoa hiện đại, bởi đường phố lát đá tráng lệ và vẻ hoàn hảo của tòa nhà Hội đồng châu Âu, hoàn toàn làm bằng kính sát gần với Tòa án Nhân quyền châu Âu và trụ sở chính của Quốc hội châu Âu. Đó chính là nét độc đáo nhất của Trách Bệt mộng mơ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ sáng hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.